Đàm Tùng Vận hẹn hò với Lý Hiện trong phim mới. Khán giả háo hứng trước thông tin nữ thần thanh xuân Đàm Tùng Vận và Lý Hiện sẽ hợp tác trong phim Khung cảnh tòa án. Mở đây trên mạng xã hội lan truyền thông tin Đàm Tùng Vận và Lý Hiện sẽ nên duyên trong một bộ phim truyền hình mới về đề tài pháp luật. Cụ thể nữ thần thanh xuân Đàm Tùng Vận và nam thần Lý Hiện đang đàm phán cho vai chính trong Khung cảnh tòa án. Nếu thông tin trên là sự thật thì bộ phim lần này đánh dấu sự tái hợp của Đàm Tùng Vận và Lý Hiện sau yêu em từ cái nhìn đầu tiên bản điện ảnh. Dù cặp đôi từng có nhiều cơ hội yêu nhau trong phim, nhưng các kịch bản đến tay họ đều bị từ chối do lịch trình dày đặc. Khán giả bật chế độ hỏng trước thông tin cập nhật, cặp đôi trai tài gái sắc đóng phim cùng nhau như sau. Nhìn ra nam nữ chính là thấy chất lượng rồi đó, hỏng hai người tái hợp lâu rồi. Không có nhiều hy vọng nhưng vẫn hỏng vì Lý Hiện đang còn trong đoàn phim của Lưu Diệp Phi. Hai người đẹp đôi nắm hy vọng là thật. Thôi đừng đóng nhìn không hợp nhau xỉu nào. Đàm Tùng Vận được khán giả đặt nhiều kỳ vọng ở lần tái xuất này, bởi cô từng chia sẻ rằng muốn chuyển mình khỏi vùng an toàn và không mong khán giả chỉ nhớ đến cô có các vai diễn thanh xuân vườn trường. Tuy nhiên mong muốn của Đàm Tùng Vận cũng vô cùng khó khăn, bởi hình tượng nữ thần thanh xuân của cô đã in đậm trong nhiều thế hệ khán giả. Muốn được công nhận trong các vai diễn khác, Đàm Tùng Vận chắc chắn phải nỗ lực rất nhiều. Hiện chưa có nhiều thông tin chính thức về nội dung và người cầm trịch của không cảnh tòa án. Theo các trang báo Trung Quốc, Bộ phim sẽ khởi quay vào tháng 7 năm 2022. Khán giả rất mong chờ bộ phim này và sự kết hợp của cặp đôi. Bởi dạo gần đây thị trường phim ảnh hoa ngữ không có nhiều nội dung mới, các bộ phim đang chiếu chỉ nói hoài quanh các yếu tố cổ trang huyền huyễn, yêu hận báo oán dẫn đến nhàm chán. Vậy bạn có mong chờ sự hợp tác của Đàm Tùng Vận và Lý Hiện hay không? Hãy comment ý kiến cá nhân của bạn ở phía dưới video cho chúng tôi biết nhé. Cảm ơn cả nhà đã lắng nghe video của Pivelock cả nhà đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để nhận được những thông tin mới và hot nhất xin chào và hẹn gặp lại